cồn ạ. Ủa, ai đặt em bé ở đây vậy? Thằng ốc kia, đứng lại. Chạy gì mày chạy dưới vậy? Từ từ thôi. Chị có hỏi nè, con phải là cái đứa mà bỏ đứa nhỏ này vô trong cái thùng đằng kia không? Trả lời lẹ, nhanh lên. Nè, không trả lời là cô báo công an đó. Cô đừng có báo. Để con nói nha cô. Nói, nhanh. Dạ, thật ra đây là em của con. Nè, nó là em gái của con. Mà tại sao con bỏ nó đằng đó? Bộ con không thương em hả? Dạ có chứ cô. Con thương em nhiều lắm. Mà tại con cũng có lý do. Lý do gì? Con kể con nghe đi. Dạ, để con kể con nghe nè. Chuyện là ăn nè. Ồ, chú ăn cái này xong mà no. Chú cho con ăn cơm đi. Giờ mày ăn không? Mày mang mày nhịn đói nha. Tao phạt mày cái tội hôm qua mày không xin đủ 500 ngàn hay sao? Thì tại hôm qua mưa chứ lại kẹt xe người ta. Dù sao mày cũng ăn phải không? Mày chấm phải không? Dạ không nhá. Chú nè. Bữa nay mày phải kiếm đủ 500 cho tao. Không có là mày tới số á. Dạ. Anh em mình đi nha. Dạ. Anh dẫn em đi chơi nhé. Nè, ôm búp bê nè. Đây, ôm búp bê đi. Cô ơi cô, cho con xin một ít tiền được không cô? Cho con xin một ít tiền. Dạ con cảm ơn cô. Con cảm ơn cô nhiều. Không sao, ngoan nha. Ê kia, mày đâu vậy? Trời ơi, sao mà hai đứa con tội nghiệp quá vậy? Cô sẽ giúp hai đứa. Ê kia, đứng lại. Cô. Mày đứng lại. Thôi, cô chạy đi. Ê, ông đó là ai vậy? Cái ông mà con vừa mới kể cô đó. Nhưng mà không phải đi với cô chứ. Cô chạy đi con. Thôi, đưa đi. Mày đưa đứa bé cho tao. Mày đưa không? À, anh bình tĩnh, đừng động tay động chân nha. Có gì từ từ nói anh ơi. Ôi anh, thằng bé nó không có tội gì hết á. Anh đừng làm hại nó. Tao làm nãy giờ liền đó. Tao đếm 1 2 Tôi được. Anh, nhưng mà anh đừng có làm hại tụi nhỏ nha. Mày nói nhiều quá đầu liền. Tại vì tụi nó không có tội là tôi năn nỉ anh đó. Anh không có được làm hại nó nha. Con có sao không? Con tỉnh rồi hả? Từ từ để cô đỡ. Từ thôi. Con thấy sao trong người rồi? Dạ, con đỡ rồi. Nè, uống miếng sữa đi. Mà cô ơi, em con đâu rồi? Em con hả? Cô xin lỗi nha, hồi chiều rối quá à. Cái ổng đó, ổng bắt em con đi nữa rồi, cô không có giữ được. Ổng bắt em con đi thiệt hả? Cô xin lỗi. Con đi cứu em con. Nè, khoan, con ngồi im đi. Con bình tĩnh. Nhưng mà cô đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ giúp con tìm đi cứu em con nha. Yên tâm đi, uống miếng sữa đi. Chào cô. Chào cán bộ. Cháu khỏe nào? Dạ, cũng may là nó bị nhẹ, không có vấn đề gì hết. Ừ. Con trai. Dạ. Chú có thể hỏi con vài câu được không? Dạ được. Con có nhớ cái đường đi
đến cái nơi mà con với lại em con bị bắt cóc không? Dạ, con nhớ sơ sơ à. Mà bình thường là ai đưa hai tụi con đi hay là tụi con tự đi? Dạ, cái ông đó đưa tụi con đi á chú. Con biết người đàn ông đó tên gì không? Dạ, người đàn ông đó tên Vũ. Vũ. Được rồi, chú đã khoanh vùng được một số đối tượng rồi. Đây, bây giờ có một số đối tượng ở trên địa bàn này, con xem coi là có ai trong đây không. Dạ. Không phải người này, cũng không phải luôn. À, đúng rồi nè, ông Vũ nè chú, ông này nè. Được rồi, chú biết rồi, cảm ơn con nha. Dạ. Chú hứa là sẽ đưa em con về với con. Dạ, con cảm ơn chú nhiều. Bây giờ tôi phải đi đây, có chuyện gì tôi xem liên lạc với cô. Dạ, cảm ơn cán bộ. Cô uống sữa đi. Dạ. Alo, mày qua lẹ đi, bị động rồi. Nhanh nha, nhanh. Ê, anh ơi, chở tôi lên đi, tính tiền sao, hết gas thôi. Đi, hết gas thôi. Tưởng bắt được tao là dễ ha. Về nè. Thiệt luôn á, tao chiều nay mà trúng 10 tờ giấy số á, tao không đi làm mấy nghề đó đâu. Xe quanh quanh. Chủ quán đâu? Cho tôi tiếu ăn coi. Chủ quán. Làm gì? Dạ. Nãy giờ em rửa chén rửa thịt cho ông anh. Đây bán gì? Quán hủ tiếu không? Dạ không. Cho tôi uống mắm đi. Không có uống mắm luôn. Chứ mày bán cái gì ba? Mày ăn bánh. Sao hủ tiếu mà bánh gì? Bánh còng. Bánh còng ai ăn nổi? Chào anh. Anh nói cho tôi biết đi. Đứa bé ở đâu? Đứa bé nào tôi có biết đâu. Không biết hả? Được rồi. Vậy về đồn đi. Cái tội này của anh chắc đi hơi lâu đó. Có thể là chung thân. Tôi nói có được khoan hồng không anh? Được. Nhẹ tội khác. Trước khi nhẹ tội anh nhẹ tay em chẹo cái cổ. Trời ơi. Tụi bé ở đâu? Dạ chỗ. Ngã ba đường. Nhắc đi. Dạ. Ai dạ, nhẹ lỗi cái tay. Cô đã cứu em con về được rồi nè. Em gái. Trời, anh nhớ em lắm luôn á. Trời, có sợ không? Ngoan nha. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm nha. Không có gì đâu. Nhưng mà sao tôi nhìn hai đứa nó, tôi thấy tội quá à. Chắc là tôi sẽ đưa hai đứa nhỏ vào trại trẻ mồ côi. Chứ để ở bên ngoài nguy hiểm lắm. Thôi, đừng có đưa nó vô trại trẻ mồ côi. Hay là anh đồng ý anh cho tôi nhận nuôi hai đứa nó nha. Tôi hứa là tôi chăm sóc tụi nó đàng hoàng, tôi cho tụi nó ăn học đầy đủ. Anh đồng ý nha. Thôi được rồi. Nếu vậy thì cô lên cơ quan làm giấy tờ thủ tục rồi có thể nhận hai bé về. Cảm ơn anh nha. Thôi bây giờ tôi xin phép. Dạ có gì tôi lên rồi giờ anh hỗ trợ tôi nha. Dạ cảm ơn anh.